Xin chào và chào mừng đến với hậu viên cung nghệ Tala Dublin. Hãy đến xem kế sinh viên Việt Nam nghĩ gì về hậu viên của chúng tôi. Mình đến Ireland, ITT Tala Dublin là để tham gia vào chương trình thạc sĩ khoa học dược của trường. Điều mà mình thích nhất ở chương trình thạc sĩ của ITT Dublin là mình được học tập từ các thầy các cô là chuyên gia trong ngành sản xuất dược phẩm ở Ireland. My pleasure as head of department in science here. Với tư cách là trưởng bộ môn khoa học tại Học viện Công nghệ Talab, tôi rất vui khi chào đón Ngọc và Yến, hai sinh viên đầu tiên đến từ Đại học Quốc tế của Việt Nam, đến đây học tập chương trình thạc sĩ cấp độ 9, chương trình công nghệ dược phẩm. Có 4 chương trình cấp bằng cho sinh viên. Chúng tôi cấp bằng khoa học dược. Chúng tôi cấp bằng khoa học thể thao và sức khỏe. Bằng cấp về ADN và khoa học pháp y và bằng cấp về khoa học sinh học phân tích. Trải qua một khoảng thời gian học tập, mình nhận thấy mình đã có một sự quyết định rất là đúng đắn. Đây là một chương trình học có ý nghĩa rất là thực tế với một lượng thông tin cao và có tính áp dụng cao trong ngành sản xuất dược phẩm hiện nay. Điều mà mình thích ở chương trình thạc sĩ ở IT Dublin là mình được học tập cách sử dụng các thiết bị máy móc rất hiện đại tối tân được sử dụng trong quá trình sản xuất dược phẩm. Sĩ số lớp học không quá lớn cho nên mỗi sinh viên tụi mình đều có thời gian để trao đổi và tiếp xúc với giảng viên. Đó là một lợi thế. IT Dublin là một nơi có môi trường học tập rất thân thiện. Các thầy cô giáo rất dễ gần và các bạn thì rất là hòa đồng. Chúng tôi được biết đến vì môi trường học viện thân thiện. Mọi người hòa nhập rất tốt, trường chúng tôi không phải là một học viện quá lớn. Chúng tôi cố gắng hết sức để kết nối mọi người với học viện và mỗi cá nhân trở thành một thành viên trong gia đình. Chúng tôi có một khuôn viên đẹp và thường có một chú nai chạy xung quanh khuôn viên trường. Trường chúng tôi nằm ngay cạnh những dãy núi. Hai đứa mình rất là may mắn vì được ở gần những dãy núi. Ngày hôm trước tụi mình vừa lên núi và trời đang tuyết cho nên tụi mình đã có một buổi dạo chơi rất là thú vị. Phong cảnh ở Ireland rất đẹp và trong thời gian mình ở đây mình rất hy vọng là mình sẽ được khám phá thêm nhiều những phong cảnh đẹp khác của Ireland. Tụi mình rất là may mắn vì có thể tìm được một căn nhà ở trên mạng. Chủ nhà là một người Ireland rất là thân thiện. Và nhà của tụi mình thì chỉ cách trường có 20 phút đi bộ thôi. Nhiệm vụ của tôi là đóng vai trò trung gian giữa nhà trường và toàn thể sinh viên đang học tập tại học viện. Về phần sinh viên quốc tế, chúng tôi có một nhân viên chuyên đảm nhận vai trò hỗ trợ sinh viên quốc tế trong việc tìm kiếm nơi ở tốt nhất và kinh tế duy nhất gần trường và an toàn để các bạn có thể nhanh chóng thích nghi. Ở Talat có một trung tâm mua sắm lớn là The Square. Ở đó bạn có thể mua sắm đồ đạc, đi chợ ở hai siêu thị lớn, đi xem phim và có rất là nhiều hàng quán ăn để bạn có thể lựa chọn. Mình rất là thích. Trong bộ môn kỹ thuật cơ khí, chúng tôi cấp bằng kỹ sư kỹ thuật cơ khí và chúng tôi cũng cấp bằng kỹ sư danh dự kỹ thuật cơ khí. Hoặc bạn cũng có thể theo học chương trình kỹ sư lĩnh vực năng lượng và kỹ thuật môi trường hoặc kỹ thuật hệ thống năng lượng. Vì vậy, thật sự toàn bộ trọng tâm tập trung xung quanh các hệ thống cơ khí và sau đó chúng ta sẽ thực hành phối hợp các hệ thống này với năng lượng. Bên cạnh đó, lĩnh vực dược phẩm, y sinh và kỹ thuật thực phẩm đang dần trở nên phổ biến tại thời điểm hiện nay. Chúng tôi tự hào vì ít nhất 50% các chương trình của chúng tôi đều được giảng dạy trong các phòng thí nghiệm. Như bạn có thể nhìn thấy, các sinh viên phía sau tôi đang thực hành thao tác trên các thiết bị như họ sẽ sử dụng trong các ngành công nghiệp. Vì vậy, khi họ rời ghế nhà trường với tư cách là kỹ thuật viên hoặc kỹ sư, họ đã có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm. Cộng đồng sinh viên Việt Nam ở Ireland khá là lớn.
Vừa rồi mình đã có cơ hội tham gia vào lễ hội văn hóa đón Tết cùng với các bạn sinh viên Việt Nam. Ở đó mình có cơ hội được mặc áo dài và làm quen được rất nhiều bạn mới. Chương trình học đã cung cấp kiến thức và kỹ năng tạo dựng một nền tảng tốt cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của mình. In the business area. Trong lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi có 5 chương trình cấp bằng, cụ thể là bằng cấp chuyên ngành kế toán và tài chính, bằng cấp chuyên ngành quản lý thị trường, bằng cấp chuyên ngành quảng cáo, bằng cấp chuyên ngành quản lý. Tôi đã hoàn tất khóa học kế toán ở trường công nghệ Thái Lạ và hiện tôi đang làm việc ở Dublin. Chương trình của tôi chọn học rất là tốt bởi vì những cái khóa học cho tôi đi sâu hơn những cái khóa học khác mà tôi đã xem qua đối với những cái trường khác. Các giảng viên ở đây rất tốt, họ rất là thân thiện và khi bạn gặp khó khăn gì họ sẵn sàng giúp đỡ bạn một cách nhiệt tình. Tôi rất thích học ở đây và tôi đã có rất là nhiều bạn khi tôi học ở đây. Hiện tại tôi đã có gia đình và tôi đang sống ở Dublin. Tôi đang làm việc kế toán ở Dublin và tôi rất thích sống ở đây. Sau khi tôi tốt nghiệp, loại xuất sắc khóa kế toán, tôi đã rất dễ dàng để tìm việc làm. Tôi đã làm nghề kế toán được 3 năm và tôi rất thích nó. Trong các ngành nhân văn, chúng tôi có một loạt các chương trình trong nghiên cứu về châu Âu, sáng tạo truyền thông kỹ thuật số, quản lý du lịch khách sạn quốc tế và thực hành chăm sóc xã hội. Hiện tại, bạn đang ở trong một mô hình nhà hàng đào tạo chính quy cho các đầu bếp và các sinh viên chuyên ngành khách sạn của chúng tôi. Các khóa học chúng tôi có ở đây là cử nhân đào tạo quản lý khách sạn quốc tế và chúng tôi có các khóa học cấp bằng chuyên sâu và cử nhân về nghệ thuật ẩm thực. Vì vậy, các sinh viên chuyên ngành nghệ thuật ẩm thực làm tất cả mọi thứ từ việc lên thực đơn, lên kế hoạch trình bày và đảm bảo mọi thứ khẩu phần ăn, hàm lượng calo và khoa học thực phẩm. Vì vậy, đây thực sự là một kinh nghiệm đào tạo rất hữu ích, một phương pháp tuyệt vời để xây dựng sự tự tin cho các sinh viên. Tôi đang học chương trình chuyên ngành quản lý khách sạn quốc tế và du lịch. Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ tư. Đây là một kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi đã trải qua 4 năm học, bao gồm các kỳ thi, đánh giá liên tục và tôi đã có cơ hội thực sự để đi đến New York trong chương trình thực tập mà của nhà trường. Trong năm thứ 3 của chuyên ngành quản lý khách sạn quốc tế và quản lý du lịch, các sinh viên có cơ hội để tham gia vào chương trình thực tập. Hiện tại, bởi vì đây là một chương trình quốc tế và các sinh viên được đưa ra nước ngoài thực tập, thường là đến Hoa Kỳ, Dubai, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và làm việc tại những nhà hàng cao cấp và các cơ sở du lịch khắp nơi trên thế giới. Nếu không phải nhờ vào chất lượng của các giảng viên và những kinh nghiệm mà tôi có được từ khóa học này, tôi đã không được trao cơ hội làm việc tại khách sạn Waldorf Astoria ở New York. Thật tuyệt vời khi được thấy danh tiếng của chương trình tăng lên hàng năm. Đó rõ ràng là thông qua uy tín của những người mà chúng tôi đã mời về làm việc tại đây. Một đội ngũ giảng viên tuyệt vời như bạn đã thấy, và còn nhờ vào chất lượng của các sinh viên mà chúng tôi gửi vào các chương trình thực tập. Họ đã quảng bá về chất lượng và danh tiếng của chương trình. Và tôi cho rằng các bằng chứng tốt nhất cho sự công nhận là chính từ những quản lý đã đồng ý nhận thực tập sinh và làm việc, muốn chính thức tuyển dụng họ sau khi chương trình thực tập kết thúc. Đó mới là sự công nhận tốt nhất cho chương trình của chúng tôi. À, đã có sự lựa chọn tòa và bằng quảng cả thể. Chúng tôi chờ đón Shield tham gia và góp phần của bạn vào cộng đồng sinh viên Việt Nam đã nhất huy trong mô môi chung quá tế của chúng tôi.